Năm phẩm phước môn. Bấy giờ trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vì cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, đem tâm thanh tịnh, cung kính tin thọ, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, giảng thuyết khai thị rộng rãi cho các hữu tình, dùng tuệ tăng thượng quán sát kỹ càng, vì muốn chánh pháp trụ lâu ở đời, vì muốn Phật nhãn không hoại diệt, vì muốn chánh pháp không ẩn mất, muốn hộ trì Bồ Tát làm cho tăng trưởng, vì muốn pháp nhãn thanh tịnh thế gian không hoại diệt, nên biên chép Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa và trang nghiêm bằng các báu, lại đem các thứ trảng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng, cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Lại suy nghĩ, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thành tựu công đức thủ thắng rộng lớn rất khó được, không nên vứt bỏ, phải tự giữ gìn cúng dường cung kính, tư duy đọc tụng, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào, biên chép Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, trang nghiêm bằng các báu, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, hay đem cho người khác thọ trì truyền bá rộng rãi, thì trong hai nhóm phước này, phước nào nhiều hơn? Bấy giờ Phật bảo trời Đế Thích: Ta này hỏi lại ông, tùy ý ông đáp. Các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào, theo người thỉnh được xá lợi của Phật, đựng trong hộp báu để nơi thanh tịnh, lại đem các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Hoặc có thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào, nghe người thỉnh được xá lợi của Phật, đem chia cho người khác chừng hạt cải, khiến cho người đó cung kính thọ nhận, đem để chỗ thanh tịnh đúng pháp, lại dùng các thứ tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Ý ông thế nào? Trong hai nhóm phước này, phước người nào hơn? Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, theo ý còn hiểu nghĩa Phật đã nói, trong hai nhóm phước này, phước người sau nhiều hơn. Bấy giờ Phật khen trời Đế Thích: hay thầy, đúng như lời ông nói. Này Kiều Thi Ca, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nếu tự mình thọ trì cúng dường cung kính, hoặc chỉ cho người khác truyền bá rộng rãi, trong hai nhóm phước này, phước người sau nhiều hơn. Vì sao? Vì nhờ truyền cho người khác, nên vô lượng vô số hữu tình được lợi ích an lạc. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, nếu có người đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này nói được nghĩa lý sâu xa như thật, vì người khác phân biệt giảng nói, làm cho họ hiểu được đúng đắn, người này được nhiều phước, lại còn truyền bá thí pháp cho người khác, thì công đức càng nhiều gấp trăm ngàn lần, phải kính pháp sư này, cũng như kính thờ Phật. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào, biên chép thọ trì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên biết đó là pháp khí, trang nghiêm bằng các báu, cúng dường cung kính, tự mình đi đến chỗ khác truyền bá bố thí pháp cho người khác, nguyện họ siêng năng đọc tụng, thì các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này được phước đức vô lượng vô biên. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào, giáo hóa các loại hữu tình ở châu thiện bộ, làm cho chúng được an trụ trong 10 thiện nghiệp đạo, ý ông thế nào? Các thiện nam tử, thiện nữ vân vân đó, nhờ nhân duyên này được phước có nhiều không? Trời Đế Thích bạch: Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Bạch Thiện Thệ, rất nhiều. Bấy giờ Phật bảo trời Đế Thích: Các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, đem tâm thành tịnh cung kính tín thọ, vì cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nên biên chép phần pháp, lại giảng nói cho người khác, đối với nghĩa lý sâu xa, làm cho họ không còn nghi ngờ, khuyên bảo chỉ dạy các loài hữu tình. Các người nên siêng năng tu chân đạo Bồ Tát, đó gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu có thể siêng năng tu học đạo này, thì mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cứu vớt vô biên loài hữu tình, chứng được thật tế, đoạn tận các lậu, nhập vô dư y bát niết bàn, thì phước của các thiện nam tử, thiện nữ vân vân này đạt được rất nhiều hơn trước. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, hãy các việc các loài hữu tình của châu thiện bộ, nếu các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào giáo hóa các loài hữu tình trong 4 đại châu đều được an trụ trong 10 thiện nghiệp đạo, thì ý ông thế nào? Cho đến nói rộng vân vân. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, hãy các việc các loài hữu tình trong 4 đại châu lại,
Nếu có thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, giáo hóa loài hữu tình, cõi tiểu thiên được an trụ trong 10 thiện nghiệp đạo, ý ông thế nào? Cho đến nói rộng, vân vân. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, hãy gác việc các loài hữu tình của cõi tiểu thiên lại. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, giáo hóa các loài hữu tình cõi trung thiên đều được an trụ trong 10 thiện nghiệp đạo cho đến nói rộng hơn, ý ông thế nào? Lại nữa, này Kiều Thi Ca, hãy gác việc các loài hữu tình cõi trung thiên lại. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, giáo hóa các loài hữu tình cõi đại thiên đều được an trụ trong 10 thiện nghiệp đạo cho đến nói rộng hơn, ý ông thế nào? Lại nữa, này Kiều Thi Ca, hãy gác việc các loài hữu tình cõi đại thiên lại. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, giáo hóa các loài hữu tình nhiều như hằng hà sa, thế giới khắp 10 phương đều được an trụ 10 thiện nghiệp đạo, ý ông thế nào? Các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân đó, do nhân duyên này được phước nhiều không?